Quý vị và các bạn thân mến, một màu xanh đang bao phủ sân vận động số 1 của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Và đó là các cổ động viên của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Và ngày hôm nay thì trường Đại học Cảnh sát Nhân dân sẽ đối đầu với Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cho trận đấu tứ kết của giải bóng đá 7 người sinh viên thành phố lần thứ 3 Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 2024 Thiên Khôi Cup. Và đây là đội hình ra quân của Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Huấn viên trưởng của họ là ông Đoàn Sĩ Phú. Những cầu thủ ra sân bao gồm có thủ thành Huỳnh Đức, đội trưởng Nhật Bản Văn Tính, Hoàng Nhật, Phước Thịnh, Hoàng Phúc và Huỳnh Hưng. Võ Hoài Thương, Nguyễn Anh Vũ và Lê Văn Tâm sẽ là bộ ba trọng tài điều khiển màn so tài giữa Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Cảnh sát Nhân dân. Ở sân chơi SV7 thì Đại học Cảnh sát Nhân dân năm nay là năm đầu tiên mà họ tham gia. Và đội hình ra quân của họ ngày hôm nay sẽ bao gồm có thủ thành mặc áo số 1 là Hoàng Huynh. Những cầu thủ phía trên bao gồm có số 5 Minh Vũ, số 9 đội trưởng Chí Hiếu, số 12 Văn Hoàng, số 13 Sĩ Thuận, số 14 Quang Nhị và số 19 là Vũ Nhược Nam. Và như vậy là hiệp 1 của chúng ta đã chính thức bắt đầu. Bàn so tài giữa Đại học Nông Lâm và Đại học Cảnh sát Nhân dân. Trận đấu tứ kết của giải bóng đá 7 người sinh viên. Hoàng Huynh là một thủ thành cũng có khả năng chơi bóng bằng chân rất tốt. Một đường chuyền dài lên phía trên. Nguy hiểm, không bao. Huỳnh Đức đã không có được một tâm lý sẵn sàng cho tình huống vừa rồi và suýt nữa là đã có bàn thắng dành cho Đại học Cảnh sát Nhân dân. Một tình huống chơi chưa thực sự tập trung của thủ thành Huỳnh Đức. Chí Hiếu, Lam Tường. Chưa vào thưa quý vị và các bạn. Bóng chạm vào xoay ngang, bật xuống đất nhưng chưa qua vạch vôi. Chúng ta cùng theo dõi lại. Khá nguy hiểm. Vẫn là cú chạm đầu của Chí Hiếu. Một cái gõ đầu về phía cột xa. Thiên Nhật Bản. Nguy hiểm quá. Một pha bắt bóng một lần nữa mang lại những tiếng vỗ tay dành tặng cho Hoàng Huynh. Không được. Quá nguy hiểm với một tình huống cao chân. Trọng tài đã rút ra một tấm thẻ đỏ. Một tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho cầu thủ bên phía Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là tình huống mà trọng tài đã trút quyền thi đấu của Sầm Phước Thịnh. Thêm một cú sút xa. Nguy hiểm quá. Suýt nữa là một pha đuốc lưới. Ý đồ của Chí Hiếu rất rõ ràng là thực hiện những cú sút xa để chờ đợi những tình huống bóng hay. Pha chạy bóng không an toàn. Chí Hiếu không vào. Lưới rung ở cầu môn phần sân số 2. Thêm một cú sút. Đó là một pha phản xạ rất nhanh của Mạnh Tùng. Mạnh Tùng phản xạ rất tốt. Thêm một cú sút. Đây rồi. Không được. Sút tiếp. Vẫn không vào. Đá bóng. Đã có bàn thắng dành cho Đại học Cảnh sát Nhân dân. Cuối cùng thì việc chơi hơn người đã được cụ thể hóa thành công. Niềm vui đã đến với các chiến sĩ công an. 1-0 dành cho PPU. Sau rất nhiều những cú sút, sau rất nhiều những cơ hội thì cuối cùng Minh Vũ là người đã chấp thời cơ nhanh để giúp cho các cầu thủ Đại học Cảnh sát Nhân dân mở điểm. Nguy hiểm. Sút bóng. Đó là pha dâng cao đoạt bóng và nỗ lực của Nhật Bản. Hoàng Thắng. Sĩ Thuận. Bóng con. Có một tình huống phạm lỗi. Thẻ vàng. Ngay lập tức là một tình huống rút thẻ rất nhanh. Hoàng Thắng là người đã lĩnh thẻ. Nguy hiểm quá. Bóng đã vượt qua sự phán đoán của Hoàng Huynh.
quá nguy hiểm với pha đánh gót vừa rồi của Văn Tín. Hoàng Phúc, khi như bản Hoàng Phúc đây rồi, và không thể tận dụng được thời cơ với một cách chơi thật sự không thuyết phục trong những phút đã qua. Đội bóng chơi hơn người là Đại học Cảnh sát Nhân dân lúc này đã để cho Đại học Nông Lâm gỡ hòa một đều, và người ghi bàn là Hoàng Thắng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tình huống phối hợp bài này. Sút bóng không vào, vẫn có một quả đá phạt góc. Chúng ta cùng theo dõi lại nỗ lực của Ban Tùng. Cú sút xa không được. Tính cho tới thời điểm này thì họ vẫn chơi, phải nói là chiến đấu tinh thần của một chiến binh, và thậm chí có bàn gỡ hòa. Và bảy người rất hay của Mạnh Tùng. Mạnh Tùng tuyệt vời. Sút bóng. À! Bùng nổ trong giây phút cuối cùng của phút đá bù giờ thứ ba. Niềm vui của người này là sự gục ngã của đội khác. Những nỗ lực của Đại học Nông Lâm đã không thể thành hiện thực ở những giây cuối cùng của những đá phút đờ cuối cùng. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc thưa quý vị và các bạn. Đánh đầu. Và hết giờ. Dù trải qua những cảm giác và thời gian lâu, nhưng cuối cùng thì Đại học Cảnh sát Nhân dân vẫn có được chiến thắng với thắng lợi 2-1 trong một trận đấu mà họ được chơi hơn người ngày phút thứ 18 của hiệp đấu đầu tiên. Nhưng Đinh Lý là người đã ghi bàn thắng quyết định ở phút đá bù giờ thứ 3 trong những giây cuối cùng. Thật sự rất đáng khen ngợi dành cho tinh thần chiến đấu của Đại học Nông Lâm. Họ xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay đến từ các cổ động viên. Tấm vé thì chỉ có một thôi, và nó thuộc về cho đội bóng nắm nhiều lợi thế hơn, đó chính là Đại học Cảnh sát Nhân dân. Và quý vị thân mến, đến đây thì buổi bình luận trực tiếp trận đấu giữa Đại học Cảnh sát Nhân dân và Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh của FPT Play cũng xin được phép dừng lại ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.